Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên sư ông chứng minh, kính bạch trên quý thầy cùng toàn thể quý sư cùng toàn thể đại chúng. Thì ngày hôm nay con cũng xin được thuyết trình bài Thanh Chân Châu. Và như trên thì sư huynh con đã trình bày về những cái kết hợp với kinh điển rồi, thì bây giờ con chỉ xin thuyết trình một cách gần gũi hơn và bằng cái ứng dụng thực tế hơn để cho thầy cùng với lại quý cô chỉ dạy thêm, bởi vì đây là cái sự hiểu của con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì như chúng ta đã biết, mười bước trên chân châu này là dựa trên cái bài dạy trong kinh Di Giáo mà Đức Phật dạy cho hàng tỳ kheo trước khi mà ngài nhập diệt. Thì có dạy rằng là các ông phải chân tâm như là chân châu, chớ để cho nó buông lung ăn sang lúa mạ của người. Và từ đó thì đến đời Tống thì các vị thiền sư đã họa ra 10 bức tranh chân châu về thiền tông. Nói về 10 bức tranh chân châu thì có rất là nhiều bản đại thừa, bản thiền tông, nhưng mà ở đây thì con xin được thuyết trình về 10 bức tranh chân châu về thiền tông là do ngài Thanh Cừ và Quách An. Và như chúng ta đã thấy thì ngay từ đầu khi mà chúng ta bước vào bức tranh thứ nhất là tìm châu, thì ở đây rõ ràng là ngài đã dẫn chứng hoàn toàn rõ ràng cho chúng ta thấy được rằng xưa nay đâu có mất sanh tìm chi, bởi quay lưng với giác mà thành ra lỏng lẻo. Vậy thì ở đây các ngài đã nói rõ cho chúng ta rằng chúng ta sẵn có một chân tâm, nhưng mà tại vì chúng ta quay đi, quay lưng bất giác mà nó thành ra xa cách. Bởi vậy mới nói rằng là từ đó quê hương càng lúc càng xa cách mà đường xá lại gặp gần. Cái lẽ được và mất đã cháy bừng bừng, phải và quấy mọc lên thua thủa. Bởi vì sao? Khi mà mình vọng tưởng một cái thì biết bao nhiêu sáu căn nó tiếp xúc với sáu trần và liền dính mắt sanh ra sáu thức. Từ đó nó được mất phải là quấy, nó bung lên và mình chạy theo những cái đó mà quên mất đến cái chân tâm. Nhưng được một cái là chúng ta còn biết chữ tìm. Ở đây chữ tìm rất là quan trọng. Bởi vì sao? Chúng ta còn biết quay trở lại để tìm. Bởi vì chúng ta còn một cái tâm đi tìm, giống như trong cái bài kệ hô thiền thì thường nói còn có tâm tìm còn chẳng được. Nhưng mà cái tâm tìm ở đây thì lại khác hơn, vẫn còn đang là sơ cơ. Mình biết quay trở lại để tìm bản thân mình, tức là mình đã có một cái tâm. Nhưng mà nếu mà ngay đó mình tìm được, mình ngay chữ tìm đó mà mình quay trở lại sống được với lại cái đó, thì đó nó hiện tiền, chân tâm đó nó hiện tiền, không cần phải tìm đâu hết. Bởi vậy nên là trong các câu chuyện thiền thì quý thầy, quý tổ vẫn thường của những vị tăng hỏi là đâu là đại ý của Phật Pháp, thì thường bị quở. Và tiếp tục sang bức tranh thứ hai, đó là thấy dấu. Vâng, ở đây thì mò kinh để thấy nghĩa, học giáo để tìm ra tung tích. Rõ bao khi dụng chỉ một chất vàng, hết thảy tạo vật là chính ta cả. Chánh tà khỏi lựa, chân ngụy khỏi phân, bởi chưa vào được cửa đó nên mượn tiếng kêu là thấy dấu. Vâng, bởi vì có tâm đi tìm nên mình mới tìm học đến kinh điển. Và khi được học giáo lý, được thầy tổ, được tông môn chỉ dạy cho, thì ở đây nói rằng mò kinh để thấy nghĩa, học giáo để tìm ra tung tích. Cũng giống như chúng ta khi được thầy tổ chỉ dạy, ngay trong khi chính các ông là có một Phật tánh, hay như trong kinh Pháp Hoa thì Đức Phật dạy, Đức Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên, đó là khai thị ngộ nhập chi kiến Phật. Bởi vậy chỉ có tự chính ta quay trở lại khơi mở nó ra, chính là nhờ thiện tri thức, nhờ quý thầy chỉ trao. Và khi mà đã rõ được nhờ kinh điển thì biết được rằng tất cả bao
sự vật, bao cảnh duyên đều là từ cái tâm ta thôi. Và chánh tà thì khỏi lựa, chân nghệ khỏi phân, chưa vào được cửa đó. Bởi vì chúng ta chưa có vào được cửa đó nên mượn nó để tìm ra và thấy đấu. Và tiếp tục sang bức tranh Thái Châu. Thái Châu ở đây là gì? Nhờ kinh điển mà chúng ta trở về, chúng ta biết được là ngay trong sáu căn này, ngay trong sáu căn này nó vừa là vừa lôi mình đi trong sáu nẻo luân hồi, mà cũng vừa giúp cho chúng ta trở về tìm được cái bản giác. Bởi vậy mới nói là theo tiếng mà vào, ghé mắt là thấy. Nó sẵn sàng ở đó, và sáu căn nó tỏ rõ không có lầm. Nhưng mà do chúng ta quên mất đi, mới nói rằng là chất mặn trong nước, chất xanh trong màu, trong mày. Bởi vì sao? Nó có sẵn đó rồi, nhưng mà do chúng ta quên. Bây giờ chỉ việc vén mắt lên thì ngay đó chính là ông Phật của chính mình. Và tiếp tục là được châu. Được châu thì cái này ví dụ như là chúng ta bao lâu nay đi tìm và ngày hôm nay đã được gặp nó. Và bởi vì những cái cảnh duyên nó làm cho mình từ tập khí lâu đời, nó làm cho mình chạy theo rất là nhiều rồi, nó thành cái tập khí rồi. Bởi vậy nên là đắm say mãi trong đó mà chịu trôi lăn trong sáu nẻo. Nên là chúng ta mà muốn được kiềm chế được nó thì phải dùng mọi cách. Giống như ở đây nói rằng là muốn cho chịu phép mọi bề thì cần cho ra ngoài. Mình phải dùng cái tâm dũng mãnh của mình, dùng ý chí quyết tâm để chúng ta vượt qua được nó. Và tiếp tục là trăn trâu. Cái bài trăn trâu này là một điểm mấu chốt. Bởi vì sao? Chúng con những hàng sơ cơ thì ngay chỗ này là nơi mà chúng ta tu hành. Bởi vì sao? Khi mà một niệm vừa khởi, một niệm sau tiếp theo, nếu chúng ta tỉnh giác ở ngay đó, không chạy theo nó, thì ngay đây cũng có thể được giác ngộ. Nhưng mà tại vì mình quên mất thì nó lại trôi lăn trong sáu nẻo. Bởi vậy mới nói rằng là chẳng phải do cảnh mà có, chính do tâm mà sanh. Chính vì biết được tất cả đều do tâm sanh, nên chúng ta phải nắm được cái mấu chốt đó, xỏ mũi cùng đầu, không chần chờ gì nữa. Tiếp tục sang chân thứ sáu, đó là cưỡi trâu về nhà. Khi mà chúng ta đã thuần thục rồi thì lúc này chỉ việc ung dung và cùng với nó để thong dong, thong thả và nhìn những cái vọng tưởng nó trôi từng bước nhưng mà vẫn an nhiên tự tại, vắt mình trên lưng trâu, mắt mở nhìn mây vời vợi. Và khi mà đã được sự an lạc rồi thì không có một cái vọng tưởng, không có một cái trần cảnh nào có thể lôi kéo được. Và tiếp tục là bức tranh thứ bảy, đó là quên trâu còn người. Quên trâu còn người, tức là ở đây cho chúng ta thấy được rằng khi mà vọng ra có con trâu, có người chăn, tất cả nó chỉ là cái phương tiện thôi để giúp cho ta trở về. Nhưng mà giống như ở đây, con trâu nó vừa là Phật tánh, nó vừa là tánh giác của mình, vừa là chân tâm của mình, mà cũng vừa là những cái vọng tưởng lăng xăng. Nhưng mà khi mà rõ ràng rồi thì tất cả nó đều là một, không khác. Và khi đến đó thì tỏ rõ. Và đến này thì trâu người đều quên. Dạ thương nhìn bức hình thôi nha. Và khi mà cái chỗ này là một cái chỗ mà những hàng bậc la hán họ trụ ở chỗ này. Bởi vì sao? Ngay chỗ này thì buông bỏ tình phàm, thánh ý cũng không. Tất cả những tình phàm, ý thánh thì đều buông bỏ hết, không còn một cái gì có thể trói buộc được và an nhiên trong cái tự tại. Tiếp tục là phạm bổn hồn nguyên, tức là trở về nguồn cội. Ngay chỗ này phạm bổn hoàn nguyên và thõng tay vào chợ là hai bức tranh đặc biệt, nó khác biệt so với lại kinh đại thừa. Bởi vì sao? Cái chỗ này là trở về bức tranh số 8. Bức tranh số 8 này là một cái, nếu mà chúng ta không cẩn thận thì nó sẽ rơi vào cái sự vô, cái không chết. Nhưng chúng ta, thiền tâm chúng ta thì tiếp tục về cái là bức tranh số 9, đó là thấy nhưng không khởi niệm và không vướng một mảy trần, quán sát thấy tất cả. Giống như là trong ngày Huyền Giác mà trả lời Lục Tổ Huệ Năng nói rằng là vô phân biệt mà cũng không phải ý, hay là như trong ngày ngày Nhị Tổ Huệ
Huệ Thả có trả lời với lại tổ Bồ Đề Đạt Ma khi mà ngài thưa là con bây giờ đã dứt cả các duyên, thì tổ mới nói coi chừng rơi vào đoạn diệt. Nhưng mà ngài Huệ Thả thưa rằng rõ ràng thường biết bạch đường ngôn ngữ không thể nói đến, thì ngay đó đây là thiền tông và thể hiện cái lòng từ bi. Thì đó là bức tranh thứ 10, đó là chúng ta không phải chỉ nhận lãnh cái sự an lạc, cái tìm nhận được cái chân tâm cho riêng mình, mà còn phải giúp cho tất cả mọi người, độ cho tất cả chúng sanh đều có thể thấy được cái phần tánh giống như mình vậy. Và trong 10 bức tranh chân châu này thì chúng con nhận thấy được rằng do chúng ta lăng xăng lạc lãng nên chúng ta bỏ mất cái bản tâm của mình. Nhưng nếu chúng ta ngay trong một phút giây chúng ta thường tĩnh lặng, thì đó là đang trở về với ông Phật của chính mình. Và nói là 10 bức tranh châu, nhưng nói tóm lại chúng ta không nên chấp kẹt vào đó, bởi vì đây cũng chỉ là phương tiện để quý ngài chỉ bày cho chúng ta, để cho chúng ta nhận lãnh được chân tâm của chính mình thôi. Còn nếu mà chấp kẹt vô thì nó sẽ bị dính kẹt vào thứ lớp mà lại bị chấp vào cái ngã rồi. Và như vậy thì con xin được thưa rằng con cảm thấy qua cái bài chân châu này con cảm thấy được một niềm vui rất là vui. Bởi vì sao? Mọi khi mình hay lăng xăng lọt đọc, mình quên mất đi, tự dưng cái mình được thầy tổ dạy cho cái bài chân châu, mình nhớ lại, ồ vậy là mình phải chân châu thôi. Mỗi khi duyên đến mình nổi giận, tự dưng mình nhớ, ồ mình phải chân châu. Vậy thì mong mọi người ở đây ai ai cũng chân châu, ai ai cũng được an lạc. Và khi gặp duyên xuất cảnh hay mọi người ở đây có nghe thì cũng đừng khởi niệm phân biệt, bởi vì phân biệt là đã sai rồi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.